chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Hôm nay tôi đi vào trong bản. Hiện nay tôi đang đứng ở tại cổng của trung tâm xã Phiêng Luông các bạn ạ. Hôm nay là chủ nhật, do vậy ở trên này có ngày chợ rất là đông các bạn ạ. Và đi cùng tôi thì có một anh bạn đi cùng. Hôm nay tôi sẽ đưa anh ấy đi ăn mèn mén, thưởng thức món mèn mén ở trên xã Phiêng Luông này nha các bạn nha. Xã Phiêng Luông thì cách thị trấn Bắc Mê 30 km, đi về phía đông bắc các bạn. Và xã này thì tương đối là cao so với lại mực nước biển các bạn ạ. Trên này khí hậu thì quanh năm mát mẻ, rất là mát. Đất đai thì khoảng 90% là đất đá vôi các bạn ạ. Toàn đồi núi đá thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng chợ xem chợ bản hôm nay có gì nha các bạn nha. Đấy, đi, trốn à. Đấy, thì chúng tôi hôm nay là có anh quan khách mời ăn mèn mén. Đấy, bà con đã đi chợ về rồi này các bạn ạ. Hôm nay do đường đi tương đối là khó và xa, do vậy anh em tôi đến hơi muộn các bạn ạ. Đấy, bà con đi chợ đã về một phần rồi. Xe phải để đây à? Khả năng xe phải để đây rồi anh em. Mời các bạn đi chợ cùng tôi nhá. Đấy, chợ Phiêng Luông. Đa số là bán các cái đồ gia dụng là nhiều thôi các bạn. Wow, đây có bà con đi chợ này, rất là đông. Ở đây dân tộc Mông là đa số nha các bạn nhá. Cảm ơn các cô. Đấy, đâu ấy? Đây có một cô người Dao. Chào cô nhá. Quần áo cô đẹp thế nhỉ? Để cháu xem một tí được không? Cô ơi, cô là Dao gì nhỉ? Dao đỏ. Dao đỏ à? Nhận hãng đấy nhỉ? Nhận hãng nhỉ? Không phải là nhìn nắng đâu nhỉ? Ô, cái quả này là làm như nào à cô? Cái này Tết kiểu gì này? Tháng làm đấy. Tháng làm á? Buộc kiểu gì mà nó tròn thế này? Dây buộc à? Ô, quả to nhỉ. Thế này đi chợ mua được gì chưa cô? Thấy là túi to phết rồi đây nhỉ. Túi đầy phết rồi. Rủi đấy. Ừ. Cái bảo kê đây. Ừ. Kê đây. Hả? Ôi điện đâu. Hay không? Ông. Đấy. Bắt ông vào trong này nhá. Dạ. Bắt ông vào đây nhỉ. Ừ, cho ông vào TV nhá. Rồi. Đấy. Ông chưa nhìn thấy bao giờ sao? Đi vào đây đi anh Quan ơi. Đi vào đây xem chợ. Chào bác nhá. Đây. Đa số là các cái đồ dùng quà lưu niệm. Cái đồ dùng giật dụng. Rồi chào em nhá. Bóng đồ chơi. Wow. Đi chợ à? Đi đâu đấy? Đi đưa bà ngoại à? Không, đi cùng với anh này. Không, đi chơi đây. Bây giờ chợ hôm nay tương đối là đông, sắp đến Tết do vậy rất là đông bà con đi chợ sắm đồ nha các bạn nha. Sổ rẻ giá bèo chỉ có 50.000 một áo. Khi đi thì anh đã dặn nàng áo phao giảm giá áo thì vội vàng mua ngay. Mua thì ghé lựa liền tay, đừng nên chậm trễ hết ngay đóng hàng. Đi lên trên nghe xem bà con có gì bán. 10.000 đi ba thứ, ba thứ thì mười người.
Ồ, đây có nhiều quần áo mông thế. Các bạn ơi, quần áo mông này. Đấy, các bạn ơi, đây có một dãy bán quần áo mông này. Đây là váy mông. À, đây, 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 mình thấy có cái này rất là đẹp các bạn ạ. Đây cái vòng của người mông. Ồ, cái này đẹp nhỉ. Cái này bao tiền một cái to này đấy hả cô? 220 à? Ồ, rẻ thôi nhỉ. 220. Cái này nó bằng Mỹ ký hay sao nhỉ? Không phải bạc đâu, lấy đâu ra bạc. Ừ, đẹp đấy. Ô, cái này có tiền mua về cho con cún được. Mặc cùng cái áo, bộ áo mông. Ôi giời, có bộ áo mông à? Có mà. Cái bé này thì nó bé sao lớn á. Lớn là đầu tư sau. Giờ mua về nó chơi được thời gian nó lại vứt mà. Cái này bằng nhựa sao này này? Ô, bằng nhựa sao? Nó bong ra. Ừ, được thời gian thôi nhỉ. Váy mông. Đây, váy này làm cầu kỳ phết nhá nhỉ. Đây này, xiên này. Ồ, xiên từng hạt hạt này cầu kỳ đấy. Làm cầu kỳ phết. Đính. Đính các cái hạt hoa này. Chỗ này có nhiều quần áo mông nên là đông chị em nhất đây. Nhiều quần áo đẹp thế nhỉ. Ô, đây có cái túi này. À, không phải cái túi đâu nhỉ, cái này cái yếm áo à, đuôi áo. Đuôi áo này làm cầu kỳ phết nhỉ. Làm rất cầu kỳ nha các bạn nha. Xiên, buộc, khâu. Thành hoa văn tam giác. Các đường kỳ hà rất là đẹp này. Đấy. Cũng phối màu cũng như là hoa văn tương đối là tinh xảo các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy. Đấy, họa tiết núi. Núi non. Đây. Các cái hình kỳ hà trông rất là hấp dẫn. Đây là cái đuôi áo nha các bạn nha. Toàn quần áo mông thôi các bạn. Nhìn lên trên này. À, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi lên bên trên này và tôi sẽ review toàn cảnh ở cái khu chợ này nha các bạn nhé. Tôi sẽ bay flycam lên cho các bạn xem toàn cảnh ở khu chợ này, xem nó đẹp như thế nào nha các bạn nha. Rồi. Bắt đầu đây. Thank you.
Đó, các bạn thấy toàn cảnh khu chợ ở trên này có đẹp không ạ? Sơn thủy hữu tình nha, đồi núi nhấp nhô chập chập trùng trùng luôn, rất là đẹp. Bà con đi mua hàng tấp nập, rất là đông vui. Rồi mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem một vòng xung quanh chợ nhá. Ui, đây con chó này ác nhỉ. Đó đỏ đỏ. Một bộ quần áo mông như này là bao nhiêu tiền hả cô? Quần áo mông là 200. 200 nghìn à? Ừ. 200 nghìn một bộ. Ừ. Bộ mới này đấy. 200. 200 à? Ừ. 200 một bộ à? Ừ. Cái vòng đẹp đẹp kia là 200. Cái vòng đẹp đẹp kia cũng 200. Ừ. Cái nào cũng như thế. Ừ. À. Hay đấy nhỉ. Đấy, tất cả mọi thứ đều 200 nhá các bạn nhá. Thôi, bây giờ mình đi ra đây một vòng nữa xem nào. Xem bên này bán gì nhỉ. Ồ. Đây, toàn quần áo thôi các bạn ạ. Đã sắp đến Tết rồi nên là rất là nhiều quần áo và chăn màn, đồ gia dụng cũng được bày bán rất là nhiều. Rồi nhiều song chảo. Chung là ở chợ này là tương đối là đầy đủ các bạn ạ. Cái gì cũng có. Với phương châm tất cả là vì lợi ích của mỗi người, chúng tôi cửa hàng Di động Thành Thủy mong muốn sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong mọi hoàn cảnh. Khi bạn cần tài chính, hãy đến với Thành Thủy. Alo là có. Khi bạn cần ký gửi ô tô, hãy đến với Thành Thủy. Khi bạn cần ký muốn mua đồng bạc xòe thì vào đây nhá. Khi bạn mua bán bạc chơi sức cơ dân tộc, hãy nhớ tới Thành Thủy. Khi bạn cần mua bán và sửa chữa điện thoại lấy ngay, hãy nhớ đến Thành Thủy. Bạc xòe. Thành Thủy. Cửa hàng Di động đồng bạc xòe đây. Chính uy tín hàng đầu tại Bắc Mê Hà Giang. Hãy nhanh tay đến chân đánh ngay với cửa hàng Di động Thành Thủy ngày hôm nay. Đây là trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi, cửa hàng Di động Thành Thủy. Bán thịt lợn à? Lợn này con này to đấy nhỉ? Con này mấy? 70 cân à? Ôi nhìn thịt nó mỡ nhỉ? Sắp hết rồi. Ngon đấy, đây là lợn bản đấy nhỉ? Lợn ở trên mình đấy chứ đúng không? Ôi cây bùng nhùng này. Đây là bà con nhặt về ở trên rừng xuống bán này. Bán được nhiều chưa cháu? Bán tràn lắm rồi ạ. Ừ. Công tác bán thì nhiều, người mua thì không thấy đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xem quanh tí nhỉ. Như vậy là tôi vừa review cho các bạn xem một chút về chợ Tiêng Luông, chợ bản nha các bạn nhé. Đang ở chợ bản thì cũng rất là nhiều các cái mặt hàng các bạn ạ. Đa số là quần áo và các cái đồ gia dụng của bà con. Có lẽ là tôi xin phép kết thúc video tại đây. Rồi tôi vừa review cho các bạn xem qua một vòng chợ bản như thế nào nhé. Và có những cái gì thì các bạn đã được biết đấy. Đa số là chỉ có quần áo, các đồ dùng gia dụng, vật dụng của ở vùng xuôi mang lên, như là một số cái quần áo của người dân tộc Mông, người ta nhập khẩu ở, có thể là tự làm và lấy ở bên Trung Quốc sang bán rất là nhiều. Và ấn tượng nhất là tôi thấy có các cái vòng của người Mông ấy, làm rất là đẹp. Lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây nhé. Các bạn muốn đi chợ bản thì comment bên dưới nha. Tôi sẽ đưa đi các chợ bản cho các bạn xem các chợ bản bán gì nha các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.